Vâng, shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi bẫy chim. Thì hôm nay số lượng các mẫu mẹt bẫy chim bìm bịp, chòe than, chích chòe mới về số lượng rất là nhiều để phục vụ cho các bác đam mê đi bẫy chim. Thì như các bác thấy trên hình đây, số lượng về rất là nhiều. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác về những cái mẫu mẹt cơ bản. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu luôn là cái mẹt bé nhất thôi nha, là cái mẹt bẫy chòe than. Thì bên em là một cơ sở bán hàng chuyên nghiệp nên là làm rất nhiều mẫu. Đầu tiên là cái mẫu mẹt bẫy chòe than, chích chòe, tào màu, những con chim nhỏ nhá. Thì mẫu này thì là chất liệu 100% bằng inox rồi. Đấy. Lưới này màu lưới thâm đất. Đấy. Và em đã sơn hàn sẵn cho các bác là thâm hàn tĩnh điện các bác nhá. Hàn tĩnh điện rất là chắc chắn và sơn màu thâm đất để ngụy trang rất là cao. Là mẫu này thì là nó có hai mẫu nhá, kích thước thì như nhau nhưng mà nó mẫu này là ghim giờ và mẫu này là ghim liền các nhá. Đấy, hai mẫu khác nhau thì cũng nhiều bác là thích ghim giờ, nhiều bác là thích ghim liền. Em sẽ làm giá cả thì hiện cơ sở em đang bán là với giá là 280.000 đồng là bao cước về tận nhà rồi. Thế còn tiếp tục giới thiệu cho bác, đây là cái mẫu mẹt bẫy bìm bìm. Mẹt bẫy bìm bìm này thì kích thước của nó sẽ rộng hơn. Đấy. Chiều rộng nó rơi vào 40 và chiều dài là nó rơi vào 65 đúng nhá. Khi úp ra là thành 80, 40 và 90. Đấy. Mẫu này thì em làm bằng chất liệu bằng inox hết các nhá. Em hơ sơn tĩnh điện luôn. Và lưới cũng là lưới thâm đất luôn để các bác đánh nó hiệu quả, ngụy trang rất là cao. Và tiếp tục giới thiệu cho các bác về cái mẹt bẫy chim săn hình bán nguyệt. Mẫu này thì là nó chuyên để bẫy chim sắt, chim săn, chim cắt, chim săn mồi, chim đại bàng to các bác nhé. Mẫu này chiều rộng của nó rơi vào 50 và khi các bác úp ra đầu này là nó rơi vào 90 phân, khi các bác úp ra là thành 1 mét. Đấy, úp 90 1 mét khi các bác úp ra. Thế còn tiếp tục với mẫu này thì nhỏ hơn, đa năng hơn, bẫy được cả bìm bịp, chim săn, chim cắt nhỏ nhá. Thì mẫu này thì nó rơi vào rộng 80 và úp ra là 90 phân. Mẫu này thì chỉ có 400.000 đồng thôi. Đấy, là bao ship tận nhà. Chất liệu thì thép không dỉ các ông nhá. Đấy, thép không dỉ. Lưới thì ok, ghim là ghim rời các nhá, ghim rời như này. Đấy. Và có hai cái tấm lưới bằng inox để các bác đựng con gà con hay con chuột, con mồi ở giữa. Mẫu này cũng vậy các nhá. Đây, chất liệu thì nó bằng thép không dỉ, thép chịu lực. Đấy. Rất là chắc chắn để cho các bác đi bẫy chim cắt, chim săn mồi, chim đại bàng các nhá. Nên là các bác xem sản phẩm thì đừng quên đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên shop. Bên shop một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên bán rất nhiều sản phẩm như âm thanh loa đài, phụ kiện đi rừng, đồ săn bẫy. Nên cũng rất cảm ơn các bác đã xem video. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.